Xin chào tất cả các bác vào phiên buổi sáng trưa nay nhé. Phiên trưa nay em lên cốc cho các bác một số đơn hàng. Đơn đầu tiên là đơn trứng bướm rất là đẹp luôn, toàn là cây to khủng luôn nha cả nhà. Nó có giá 250k, toàn là cây to đây này, rất là đẹp này. Đấy, nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều nha cả nhà nhé. Ai thích sưu tầm đây này, 250 trứng bướm này, 56 anh chị chơi hoa rồi. Cả cây rời, cả cây nguyên bản. Nó là chốt nè, 250. Đây là lô 1. Lô 2 là bội kiếm siêu lùn luôn. 1 này, 2 này, đó, quá lùn luôn nha cả nhà. 3 này, là 4 này. Nó chốt đơn này 120 thôi. Quá lùn luôn nha cả nhà. 120. Đây là hình 2, hình 3. Đó. Con này bản lá to lắm này. Này. Đây là 120 luôn. Bụi rất là to luôn. 120 nhá. Đó. Hai chốt hình 3. Hình 4. Một góc 2 cây châu với nhạn 200k nhá. Đó, đây là hình 4. Hình 5 là cây châu nguyên bản 3 cây luôn này. Góc 3 cây luôn này, lá mít dày luôn. Chốt này 200k. 200k hình 5. Hình số 6. Đơn hoàng nhạn nguyên bản này nhá. Đó, cây rất là to luôn. Đây, bản lá cực kỳ to luôn nha cả nhà. Tôi chốt cái này 300 giùm em này, 300k này. Đó. Đây là hình 6. Hình số 7, đơn này có 200k nhá. Một cây này. Cây thứ hai này thân dừa đẹp luôn, lá dày lắm các bác. Năm sau là chơi hoa rồi nha, thoải mái. Bác nào kích tra cây con được thì kích tra nhá. 200k. Hình 7, hình 8. Đây này quá đẹp luôn này, một cây lá mít siêu rụt luôn này. Một cây này. Góc này là hai cây quá đẹp luôn, lá mít luôn. Hai chốt thì này 250 giùm em nhá. 250. Đây là hình 8. Hình 9 là một cây châu rời lá mít to luôn ạ, 320k. Quá đẹp luôn nha cả nhà, về các anh chị. Viết một cây này, nó cây to đẹp luôn. Đây, 320. Và hình số 10 là cây hoàng nhãn nguyên bản thân dừa đẹp luôn, 200k cây to ạ. Đây 2, 4, 6, 7 lá đó, 200k. Và hình cuối cùng là hình 11 là bụi kiếm rất là xinh luôn, hình ngắn lùn này quá đẹp luôn nhá, 100k đó. Phiên buổi trưa nay em có một số đơn hàng, anh chị mà chốt đơn sáng trưa nay thì liên hệ qua em nhé. Em xin chào toàn thể các bác, chúc các bác ngày mới vui vẻ nha.